Vâng, xin chào toàn thể anh em đang theo dõi clip của em nhé. Và buổi chiều ngày hôm nay thì bên em quay cho anh em cái mẫu xe Daewoo Magnus mới về, sản xuất năm 2004. Và đây là một cái mẫu xe số tự động. Giá mẫu xe này bên em đang bán là 125 triệu nhé. Anh em nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe này thì đến tại số 50 đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe. Mẫu xe này thì cam kết cho anh em là sao không đâm va và cập nước đâu. Xe rất đẹp luôn nhé anh em nhé. Đấy, mẫu xe này xe rất đẹp luôn. Thì em mua lại của anh em ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh nên để tại đây bán luôn cho anh em luôn. Thì cái mẫu xe này là một cái mẫu xe số tự động, sản xuất năm 2004, đời cũng rất cao, form dáng cũng rất đẹp. Và giá chỉ có 125 triệu thôi. Bởi vì em ngại vận chuyển ra ngoài Bắc nên em đang bán ở trong đây luôn, để cho anh em nào ở khu vực miền Nam có nhu cầu muốn mua xe thì có thể đến tại đây để xem xe cái mẫu xe Daewoo Magnus này được anh em nhé. Đấy, xe rất đẹp, sơn xi thì anh em về không phải làm gì cả đâu. Đấy, bởi vì sơn chủ xe cũng bảo với em là mới sơn lại, mất khoảng hơn chục triệu tiền sơn đối với cái mẫu xe này rồi. Nên là cái về phần sơn xi này anh em không phải sơn lại nữa. Sơn hoàn toàn đẹp nhé. Đấy, với giá tầm tiện vừa phải thôi, anh em nào có nhu cầu thì đến tại đây để xem xe. Và đặc biệt anh em nào thường xuyên theo dõi clip của em thì anh em nhớ nhấn nút đăng ký theo dõi kênh, vừa ủng hộ em mà vừa cập nhật được những cái mẫu xe mà bên em đang bán. Biết đâu sau này anh em nào có nhu cầu muốn mua xe thì có thể là lại tìm đúng đến địa chỉ mà anh em cần mua xe đấy. Đấy, đối với cái mẫu xe Daewoo Magnus này thì xe nó hoàn toàn là không đâm va ngập nước gì cả. Nên vì vậy là anh em mua về là chỉ sẵn đi thôi. Xe cam kết với anh em là xe đại chất luôn, bởi vì xe này chủ xe về đã bảo dưỡng lại rất là kỹ rồi. Nên là xe hiện tại bây giờ rất là chất. Bỏ ra 125 triệu phải nói là chỉ bằng một con Spark thôi. Đấy, bằng một con Kia Morning loại gọi là rẻ nhất thôi. Đấy. Thì những cái mẫu Daewoo Magnus này tuy cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó với cái bản 2.5 này nó phải tầm khoảng 11 12 lít. Đấy là cũng nói luôn để cho anh em nào có nhu cầu muốn mua có phương hướng xác định chuẩn là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó. Nếu anh em đi ít thì có thể chơi cái mẫu xe Daewoo Magnus này, theo em nghĩ là rất tốt. Bởi một là cái form dáng của rất đẹp, hai là đi rất là sướng luôn ở cái mẫu xe này. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó hơi tốn một tí, nhưng mà cái giá thành bù lại nó rất là rẻ rồi. Đấy, một con chỉ có 125 triệu một cái mẫu sedan hai đầu, mà xe rất đẹp luôn nhé. Đấy, xe rất đẹp. Anh em nhìn tổng thành xe rất đẹp luôn. Đấy, xem xe tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy là anh em nào ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh miền Nam có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe về đi tránh mưa tránh nắng thì theo em nghĩ là lấy cái mẫu xe Daewoo Magnus này rất hợp lý luôn. Đấy, giá vừa phải cho anh em, chỉ có 125 triệu thôi. Đấy, rất rẻ. Mua được một cái mẫu xe đi gia đình và giá tiền vừa phải như này thì cũng không nhiều. Đấy, mẫu xe này xe đẹp, em ngại đưa ra ngoài Bắc nhé. Em ngại đưa ra ngoài Bắc thì em bán luôn cho anh em ở trong này thôi. Xe thì bao cho anh em đâm xô bằng cặp nước luôn. Xe máy móc đại chất. Đấy, anh em mua về chỉ sẵn đi thôi, không phải hoàn toàn là không phải làm gì đâu. Đấy, xe lớp sơn gì hoàn toàn là sơn mới, mà sơn chủ xe tiết lộ là sơn vào trong hãng sơn, không phải sơn ở ngoài đâu. Thế anh em nào kể cả có nhu cầu muốn mua, kể cả xin gặp hay là muốn lấy số của chủ xe, em hoàn toàn em cho số của chủ xe luôn, cũng chả phải ngại gì cả. Đấy, để mua bán công khai mà. Thế con xe kể cả là cũng thừa lãi lời do thỏa thuận rồi, còn đâu cái tình trạng xe, kể cả anh em muốn biết cái chất lượng của xe thì mua bán công khai, kể cả em cho số của chủ xe để gặp chủ xe cũng được, rất là vô tư. Đấy, xe thì rất đẹp. Đấy, mẫu xe này thì cứng, không phải dòng xe xấu anh em nhé, không hoàn toàn là không phải dòng xe xấu đâu, chất ghế hoàn toàn là xe đẹp luôn, bao đẹp cho anh em đấy. Đấy, anh em nào có nhu cầu muốn mua thì đến đây để xem xe và chạy thử cái mẫu xe Daewoo Magnus này luôn nhé. Đấy, 125 triệu thì phải nói là rất là rẻ luôn để sở hữu những cái mẫu xe bây giờ. Phải nói cái dòng xe này thì cái nó cũng mang tiếng là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó tốn thì nó mới rẻ thế, còn đâu nếu mà nó ăn xăng 5-6 lít thì nó không rẻ như thế được. Đây, nói thật với anh em luôn, thế tiền nào của đấy. Cái chất lượng xe thì em nói rõ công khai, mức tiêu hao nhiên liệu cũng vậy. Đấy, anh em tất cả tình trạng xe thì quay tỉ mỉ cho anh em từng góc từng ngách một rồi. Đấy, em chỉ mua thôi, tả chuẩn đét cho anh em luôn. Cái bản số tự động này ăn trên 10 lít, khoảng 11, 12 lít trên 100 cây. Đấy, nói thật luôn. Nhưng em mua đi ít thì theo em nghĩ là chơi cái loại này cực chất luôn. Cái dòng này nó được trang bị điều hòa ô tô, nó là bản đủ. Cái bản 2.0 của nó thì nó là điều hòa cơ. 2.5 thì nó là điều hòa ô tô rồi. Đấy,
vô lăng tích hợp đầy đủ hết, form dáng đẹp, máy móc chất. Đấy, xe rất cứng xe luôn, anh em nào mua về chỉ sẵn đi thôi không phải làm gì cả. 125 triệu bằng rẻ bằng một con Kia Morning luôn. Một mẫu xe này, mẫu xe đẹp xuất sắc luôn, anh em mua về chả phải làm gì nữa cả, rẻ bằng một con Kia Morning, bằng một con xe gọi là xe rẻ rách nhất bây giờ loanh quanh. Nếu mà những dòng xe phổ thông cũng tầm trên 100 triệu, Kia Morning rồi là mấy cái dòng Vios đời 2003 bản limo kia bây giờ nó cũng đến tầm 140 triệu, 150 triệu rồi. Mấy dòng xe sang này số tự động có 125 triệu, mà xe đẹp chứ không phải xe xấu nha anh em nhé, nói luôn cho anh em là xe đẹp chứ không phải xe xấu. Vì vậy anh em có nhu cầu muốn mua thì theo em nghĩ là chọn mẫu xe này cũng tương đối hợp lý. Tổng thành xe, các ngóc ngách, các chi tiết ghế da thì chủ xe đã độ lên một cái lớp áo ghế ở ngoài rồi nên bảo vệ cái lớp ghế da còn rất là đẹp. Đấy, trần thì vẫn nguyên là trần nỉ nguyên bản luôn và trần rất là sạch sẽ nha anh em nhé. Đấy, mọi cái thông tin về xe thì anh em nào có nhu cầu cần biết nữa thì liên hệ với em hoặc nhắn tin và Zalo cho em là theo cái số là 0888907666. Thì em sẽ gửi hình ảnh cụ thể như chi tiết cần, anh em cần những cái chi tiết gì em sẽ gửi cụ thể cho anh em xem. Đấy, đối với cái mẫu xe này chỉ có 125 triệu thôi. Đấy, nhân viên bên em đang quay rất là kỹ, rất là tỉ mỉ cho anh em rồi, anh em đến chỉ việc mua mẫu xe này thôi. Bên em thì có hai địa điểm, một địa điểm ở ngoài Hải Dương cửa hàng Dương Minh Auto và một địa điểm ở trong quận 12 số 50 đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ở trong đấy thì bọn em cũng còn ít xe thôi, cũng không có nhiều, chỉ có vài mẫu thôi. Đa phần là đưa vào đến đâu là bán hết đến đấy nên cũng không có xe ế, không có xe đọng ở trong cái khu vực quận 12. Nên anh em nào có liên hệ, nếu có mua thì em gửi từ ngoài Bắc vào. Rất là nhiều mẫu xe ở trong đấy bây giờ thì còn có một vài mẫu xe để cho anh em chọn thôi, nó cũng rất là ít xe. Cái chi tiết góc ngách của xe từ vô lăng, cần số cũng như là các thông số kỹ thuật của xe thì đã đầy đủ cho anh em rồi. Với cái tầm tiền công khai là 125 triệu. Đấy, anh em nào ưng thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0888907666. Và đấy là số Zalo của em luôn. Anh em kết nối vào Zalo, em sẽ đăng những cái mẫu xe hàng ngày thì anh em sẽ cập nhật được thường xuyên. Đấy, cập nhật được thường xuyên những cái mẫu xe bên em đang bán. Có thể nhắn tin qua Zalo cho em, giá nhiều mẫu xe là có thể thương lượng cho anh em một chút được. Đây, đối với mẫu xe này nó còn rất là đẹp, tất cả từ những con ốc thì nó vẫn còn dấu chấm sơn của nhà sản xuất, chưa có hiện tượng tháo rỡ gì nhiều đối với mẫu xe Daewoo Magnus sản xuất năm 2004 rồi cả. Xe thì đều xe, đồng xe, đấy, pha đèn sáng đều, máy móc, gầm bệ, chất. Anh em mua về sẵn đi thôi, không phải làm gì, bao cho anh em là về phần sửa chữa là không phải làm về phần sửa chữa luôn. Đấy, tổng thành xe đây, cái lớp sơn anh em nhìn còn rất là bóng luôn, sơn là chủ xe bảo em là sơn trong hãng ra nhé, sơn rất là bóng luôn, máy móc sạch sẽ khô ráo là về hoàn toàn là không phải làm gì đâu. Bao cho anh em là chất nhé anh em nhé, nói luôn là bao cho anh em là xe chất chứ không phải là xe xấu. Vì vậy là anh em chỉ việc xuống tiền thôi, bỏ 125 triệu và giá này là giá chốt cứng cho anh em nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe Daewoo Magnus này luôn nhé. 125 triệu là giá chốt cứng cho anh em luôn. Đấy, mẫu xe này về nó cũng chả được bao nhiêu cả, quá tiện em ngại đưa ra ngoài Bắc thì em bán luôn ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh này thôi. Đấy, để cho anh em xem cái mẫu xe này có thể lựa chọn được luôn. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua một cái mẫu xe đi gia đình tránh mưa tránh nắng với cái phân khúc tầm tiền trên 100 triệu thì theo em nghĩ lấy cái mẫu xe này đi cũng tương đối hợp lý. Đấy, giá thành vừa phải, test thử luôn cái độ chất của máy, để hòn gạch trên cái độ hơi dốc một tí, gạch không có hiện tượng rung lắc gì cả. Đấy, nhân viên bên em cũng nói chung là cũng biết chơi đấy, thử các kiểu luôn. Đấy, vì vậy là anh em mua mẫu xe hoàn toàn yên tâm luôn đấy, nhìn thì biết là thử thực tế nhất. Xe bọn em thì mộc mạc, quay chụp mộc mạc, không có các thiết bị hiện đại để quay các góc cạnh nó chiều sâu, thì ở đây có cầm một cái điện thoại bình thường thôi. Nha, cứ chỗ nào cần quay này em sẽ quay hết cho anh em kỹ, rất là kỹ luôn, anh em hoàn toàn yên tâm. Bán xe bên em thì toàn đều là những cái mẫu xe nó rất hợp lý và không qua chỉnh sửa hình ảnh gì cả, sâu cả.
Đấy, anh em cứ nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0888 907 66. Mọi cái mẫu xe bên em quay thực tế nhất cho anh em với cái giá tiền rất là vừa phải để cho anh em lựa chọn. Trước khi kết thúc clip thì anh em nào có nhu cầu muốn mua xe thì nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh bên phải màu đỏ để cập nhật thường xuyên những cái mẫu xe mà bên em đang bán. Đấy, bên nó sẽ hiện lên tất cả những thông tin lên cái điện thoại của anh em luôn, anh em sẽ cập nhật được. Và bên em sẽ nhận tư vấn miễn phí tất cả những cái cuộc gọi về vấn đề là anh em có nhu cầu thắc mắc về xe, có nhu cầu muốn tìm hiểu về xe. Đấy, bên em sẽ tư vấn miễn phí cho để sau này có thể anh em nào có nhu cầu cần đến xe thì có thể em giúp được cái gì thì em sẽ tư vấn cho anh em cái đấy để cho anh em mua được những mẫu xe ưng ý nhất cho gia đình của anh em. Vâng, và kết thúc clip thì em xin chào và cảm ơn anh em theo dõi clip của em nhé.